Dạ tình lúc nãy không tình nào. Đó, cả nhà thấy không? Cái tình kỳ không? Bất kỳ lại à. Liếm 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 hay ai cũng vậy chứ. Tình gái không có tình? Không không. Đó không có. Chưa. Chưa. Tình này gái rồi. Em đi nào. Nó phải rồi gật á. Ok, ngoan nha con, mọi người nó cố gắng cứu con nha, Na nha. Mọi người sẽ cố gắng cứu con ha, cho dù còn 1% hay là bao nhiêu phần trăm nữa cũng sẽ cố gắng cứu con nha Na nha. Đây, trước đó, đi cứu chó cũng có đi một hai lần, cũng có tự đi cứu nên cái cảm giác tiếp xúc một con chó thì nó bình thường. Nhưng mà khi một con chó mà vừa mới nghe mà vừa mới cắn chết người nghe thì thật sự là sợ. Nhưng mà vô trong đây lúc vừa mở cửa, chị vừa mở cửa ra nó chạy, nó có quắn giống như chó nhà mình, nó giỡn như vậy á. Ngồi đây bắt đầu nó cảm thấy là nó cũng bình thường, rất là thân thiện. Dạ kính thưa quý vị khán giả, thì hôm nay đi trên đường Lê Bình, phường 4 quận Tân Bình, thì tình vô tình nhìn thấy được một chuyến xe tình nguyện. Đây quý vị có thể nhìn rõ đây, nhận chuyển đồ miễn phí cho sinh viên, thanh niên nhà trọ khó khăn trong khu vực quận Bình Tân. Liên hệ đoàn phường 1 hoặc là đoàn trường đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh với số điện thoại đây thưa quý vị. Hỗ trợ cho những bạn sinh viên, thanh niên gặp khó khăn là ở quận Tân Bình chú, hay là quận Tân Bình hay mình ví dụ có những bạn mà khó khăn ở những nơi khác thì mình có giúp đỡ không chú? Đó mình sẽ liên hệ với cái số này. Dạ. Liên hệ với cái số điện thoại này ha. Dạ. Chú ha. Dạ. Dạ chú ơi, chú có thể cho con cùng với quý vị khán giả mà trên kênh YouTube của con được biết tên của chú? Chú Thanh. Dạ, chú Tinh Thanh. Dạ, chú năm nay bao nhiêu tuổi hay chú Thanh ha? 50. Dạ. Chú Thanh làm cái công việc chạy xe ba gác này lâu chưa hay chú Thanh nha? Mới chạy đây từ ngày Covid mới chạy rồi được 6 hôm nay nữa là gần 7 tháng. Dạ. Nghĩa là chiếc xe này chú vừa mới mua được 7 tháng thôi. Khi mà cái công việc mà mình chạy chuyển tình nguyện mà không có lấy tiền như thế này thì lấy cái kinh phí đâu để mình trang trải cho cuộc sống chú? Mình báo ở phường nó sẽ hỗ trợ. Dạ. Tại mình có đứa con gái nó làm ở phường. Dạ. Nghĩa là khi mình báo về phường thì phường sẽ hỗ trợ cái nhiên liệu để cho mình đi hàng ngày. Dạ, chú có mấy người con hay chú ha? Hai đứa. Dạ. Có trong đó thì có một chị là đang làm ở trong phường này. Dạ. Khi mà làm cái công việc mà chuyến xe tình nguyện này thì chú cảm thấy vui lắm. Mình như thế nào chứ? Thấy cũng vui lắm. Vui thì mấy đứa học sinh rồi trên lầu khi xuống rồi mình cũng hỗ trợ cho nó, mình khi xuống. Dạ. Nhiều khi mấy đứa nó mướn trên lầu cao rồi rồi mình đem xuống hỗ trợ cho bé, mà nhiều khi bé nó trả tiền đây mình cũng không lấy. Là các bạn sinh viên mà mướn ở trên những cái tầng lầu cao rồi chú phải lên chỉnh, chú khiêng đồ xuống phụ các em đó. Dạ. Thì các em nó trả chi phí thì chú cũng không có nhận luôn. Chứ nó trả chi phí mà hạ xuống rồi kiểu như tính thêm tiền đó mà. Dạ. Không có nhận luôn. Lý do tại sao chú không nhận tiền của các bạn? Chú bé nó tội quá, nó dân tỉnh không à. Dạ. Ở tỉnh Khánh Hòa rồi nhiều khi nó học sinh nó đang học đại học. Dạ. Bây giờ lại nào. Dạ. Chú mà cho con ở cái vụ mà những bạn thường thường những bạn mà khó khăn thì thường các bạn sẽ ở trong những cái ngôi trọ mà gọi là hẻm hóc ở những các quận, cái con đường nó khó khăn có thể là xe không có vô được. Ôi trời, chẳng khi ra phụ luôn nên là chú sẽ làm hết tất cả mọi chuyện để mà giúp các bạn luôn. Không mà chú cho con hỏi cái nào là cái cơ duyên nào mà chú lại làm cái công việc này vậy chú? Chú cũng có đi làm cái sau này có biết á. Dạ. Nó hơi bà xã, nó với gái nó hơi sắm cái xe và bánh thì chạy để có nhiều khi có chợ cái này cái kia. Dạ. Rồi hỗ trợ thì mình có đồng tiền vô mình xài á mà. Dạ. Rồi ngoài cái công việc mà chú giúp đỡ cho các bạn á thì những thời gian còn lại thì chú làm gì chú? Chú sắm cái nhà này không à? Dạ, công việc chính chú là chạy xe này, này giờ chở hàng. Và khi có các bạn sinh viên mà đang cần cái dịch vụ chuyển chỗ ở thì chú sẽ tình nguyện để giúp đỡ các bạn sinh viên. Và trong cái lúc mà mình công việc mà mình tình nguyện kìa, có những cái người nào mà hay
nói rồi sao không lấy tiền không chạy chi hao xăng rồi cũng có người, cũng có người nói mình làm gì chi nó hỏi chạy nó mình cũng đã trừ con mình cũng thường rồi cũng là sinh viên ra nó cũng không đại học ra thì thấy cái này thì mình cũng thấy con mình học vậy mấy đứa bé đứa sau này nó học vậy mình cũng hỗ trợ cho tại con mình cũng đại học hai đứa hết trơn Hai chị gái đó có gia đình hết chưa? Chưa. Hiện tại thì vẫn đang đi làm hết rồi. Đang đi làm. Thì trong những cái chuyến hành trình mình đi chuyến xe tình nguyện như vậy thì có bao giờ có cái ấn tượng gì ghi lại trong lòng chú nhiều nhất không chú Thanh? Chú không có gì đâu, chú lúc nào chú cũng vui vẻ, chứ mấy cháu rồi này kia hết á, chứ không có mà bức xúc hay là này kia rồi không có nhiều khi. Có chứ giờ con không có gì cho chú chai nước chú uống đi rồi chú kia đồ lên cho con là vậy thôi. Thật sự cái ở cái độ tuổi của chú nha là rất hiếm những người giống như chú mà làm được những cái công việc mà tình nguyện giống như vậy. Thật sự là tụi con rất là nể phục luôn chú luôn á. Dạ chú thì trên cái chuyến hành trình của mình á có bao giờ mà bị gọi điện thoại bơm hàng không chú? Gọi điện thoại mình không, tới không, nơi không, không có. Không có. Đa phần là các bạn sinh viên thì đã lớn tuổi rồi thì có ý thức cao hơn. Thì bà xã ở nhà có làm công việc gì không hả chú? Dạ, giúp việc nhà. Làm giúp việc nhà ha. Dạ. Đây thưa quý vị, Tình sẽ để lại số điện thoại một lần nữa cho quý vị khán giả được biết để có thể liên hệ với chú, đặc biệt là những bạn sinh viên. Đây có địa chỉ rất là rõ ràng. Và cô chú anh chị nào có nhận chở hàng thì có thể liên hệ qua cho chú luôn. Đây là số điện thoại của chú một cách rất là mặt và rõ ràng thưa quý vị. Bây giờ là chú có cuốc đi ha. Dạ thì con rất cảm ơn chú đã chia sẻ cho hai đứa con những cái thông tin rất là tuyệt vời và cái nghĩa cử cao đẹp trong cái thời dịch Covid-19 ở thời điểm hiện tại. Có được những cái tấm lòng vàng như chú và con chú đây cũng như là Ủy ban Nhân dân phường 1 hoặc là trường Đại học Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh số điện thoại. Rất cảm ơn những chuyến xe tình nguyện như thế này. Một lần nữa con xin chúc chú và gia đình cùng với tất cả các anh chị bà con cô bác đang công tác tại những tụ điểm để làm những cái chuyến xe tình nguyện này có thật nhiều sức khỏe bên người thân và gia đình. Dạ con xin cảm ơn chú rất là nhiều ạ. Trời trời, kiểu này là chắc xỉn tới nái luôn rồi quý vị ơi. Dục xe đạp, không mặc áo, không đeo khẩu trang, nằm ngủ giữa đường, mới gặp chú Thanh. Hai người chắc cũng độ tuổi cỡ nhau, mà một người thì làm việc tốt cho xã hội, còn một người thì say xỉn kiểu này. Hết biết gì luôn rồi, hỏi tin gì.